Hello, tôi là Nguyễn Quốc Trường, top 40 của Top Chef Việt Nam năm 2023. Sau 8 năm bây giờ tôi đã trở lại và tôi hiểu rõ hơn về những cái mà tôi phải thể hiện trong cái căn bếp của mình. Điều mà tôi nghĩ ban giám khảo sẽ phải giữ tôi lại ở vòng này đó chính là sự sáng tạo và đột phá trong món ăn của Việt Nam. Thì tất cả những nguyên liệu của tôi đang sử dụng đa phần từ dầu cho đến nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, tất cả đều là những cái nguyên liệu của người nông dân và những người làng chài. Hôm nay em mang đến là tôm ếch chảo và khoai mì hấp, mướp xào, khoai tây. Em làm cái giống như cái bong bóng á. Cái sốt của em dùng ở đây là cái nước ép thơm và nước cốt dừa. Cái tôm ếch chảo này em luộc xong ép chảo nhanh thôi, chứ không cần phải qua chế biến quá lâu. Khoai mì thì em hấp đơn giản bình thường. When I saw you inside the kitchen, I saw great techniques, but it's not delivered on the plate. So this is what you have to think about, okay? You have good idea, good technique, but here, nothing. Because Peter, he received the one you do in kitchen. So that's why you already made it, it's not so good. But you went to, you do on the front of customer, the, and you break like that. Your crumb, and the sauce go out. You eat crunchy sweetness. It's a good idea. In terms of presentation, we need to have something more artist. It's difficult, very difficult to create something if you don't take a risk. Tôi có 15 năm làm việc, tôi tin là tôi làm được. Tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng của tôi đi đến đâu.